Chào mọi người nha. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với mọi người mẫu trần thạch cao phòng khách. Thì đây là một mẫu trần khá là thông dụng với mọi người luôn. Thì mình đi đâu kiểu như đi đâu cũng thấy luôn rồi. Thì hôm nay mình cũng giới thiệu cho những ai mà có nhu cầu làm nhà thì có thể tham khảo ha. Đầu tiên ấy là tấm. Tấm thì mình khuyên mọi người nên làm tấm chống ẩm nha, tấm màu xanh. Thì nó sẽ giá nó cao hơn, nó tầm cao hơn tấm trắng khoảng 10 hoặc là 20 ngàn một re ấy, nhưng mà nó sẽ bền hơn, chắc hơn nha. Đó. Trần này thì mình chạy chỉ xung quanh ha. Đó. Chạy chỉ xung quanh cấp hở hai bên, ở giữa thì trong thì mình làm hình tròn cấp kín, hình tròn 1,2 m bán kính nha. Cấp hở thì 7 phân, mặt dựng 7 phân. Đối với những nhà mà có cái phòng thờ nối liền với lại phòng khách giống như vậy này thì gợi ý cho mọi người là cái mẫu này ha. Mẫu này thì làm phòng khách xong rồi nối liền với lại phòng thờ luôn. Đây đây là hộp âm. Đó, cái này là hộp âm 7 phân ha. Đó, hộp âm 7 phân. Cái này thì mình là nối liền với lại giật cấp lên, liền với lại phòng thờ luôn. Phòng thờ thì mình cũng chạy chỉ luôn ha. Làm ba hộp âm này thì để mai mốt mình khoét lỗ đèn vô trong đó, đèn hồng đèn vàng ấy, khi mà mình bật cái phòng thờ lên thì nó rất là sang trọng ha. Này thì mình có làm lam nữa đó. Lam hai lớp 15. Rồi, đây là mẫu phòng phòng thờ. Phòng thờ mình thì mình cũng không cần làm cầu kỳ đâu. Cái này thì hai bên mình giặt ra tầm 1 m. Đó, giặt cấp hở ra rồi mỗi bên làm ba cái hộp âm nha. Đó. Vậy thôi, rồi chạy chỉ xung quanh. Mốt mình sơn màu chỉ khác đi nữa, rồi sơn hộp âm khác đi nữa là đẹp rồi. Nhưng phòng thờ thì mình cũng làm đơn giản thôi, không cần phải cầu kỳ quá đâu. Này thì thợ sơn thì cũng chét được một nước rồi. Này thì mình đội mình thì cũng mới làm xong hôm qua thôi. Giới thiệu cho mọi người có ý định làm cùng tham khảo ha. Những đường khe hở thì mình dán keo lưới để sau này khỏi nứt. Thì đối với lại cái nhà này thì làm hết bằng bằng này thì nó hết tầm, đối với loại trần này ấy, thì mình làm hết hết vừa phòng khách vừa phòng âm này thì tầm 45 tấm, thì tùy nơi thì sẽ có những mức giá khác nhau, tùy nơi tùy xương rồi tùy tấm nữa nha. Thì đối với loại trần này ở khu vực này thì khoảng 130 đến 150 một 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 mét, thì trần này hết tầm